Xin chào các bạn, hôm nay mình xin gửi đến các bạn cái trò chơi vòng quay may mắn, ứng dụng nó vào trong câu hỏi một đáp án như thế này. Ở các clip sau mình sử dụng nó vào trong câu hỏi 2 đáp án, câu hỏi 3 đáp án, câu hỏi 4 đáp án để tùy theo nhu cầu thì các bạn có thể tải về sử dụng. Còn hôm nay mình xin quay clip để hướng dẫn các bạn cách chơi cũng như là cách sửa lại nội dung. Thì đầu tiên ở đây mình có làm sẵn 9 cái ô từ 1 tới 9 như thế này. Nó tương ứng với 9 cái slide chứa câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đó. Ví dụ như trong trường hợp các bạn chỉ cần khoảng 6 câu thôi thì các bạn chỉ cần chọn 3 câu cuối và xóa nó đi. Và khi xóa câu 7, câu 8, câu 9 thì các bạn cũng đồng thời xóa cái slide chứa câu hỏi số 7, câu hỏi số 8, câu hỏi số 9. Và tiếp tục các bạn có thể là sửa được cái nội dung của những cái số này. Ví dụ giờ mình sẽ sửa cái ô này thì các bạn bấm vào nó sửa lại. Ví dụ giờ mình sẽ tự gõ từ nhân đôi chẳng hạn. Đó là xong. Và các bạn lưu ý giùm mình là tuyệt đối các bạn không được kéo những cái ô mà mình đã định sẵn. Thì khi kéo ra như vậy thì cái vòng quay của các bạn nó sẽ bị lệch và khi quay thì nó sẽ bị méo. Nếu trường hợp các bạn sử dụng từ dài thì các bạn có thể là đánh vào và cho nhỏ các phông chữ lại thôi, chứ tuyệt đối không được kéo rộng ra như thế này nhé. Đó là lưu ý khi các bạn muốn đánh chữ vào trong những cái số ở trong cái vòng quay may mắn. Rồi, còn các câu hỏi thì các bạn chỉ cần đánh lại nội dung câu hỏi, đánh lại nội dung đáp án là được. Còn mọi thứ mình đã gắn liên kết rồi. Chỉ lưu ý là khi các bạn xóa những cái ô câu hỏi nào thì các bạn xóa luôn cái slide chứa câu hỏi tương ứng để nó khỏi rắc rối thôi, chứ thật ra các bạn không xóa các câu slide chứa câu hỏi thì cũng không sao cả. Rồi, còn về cách chơi thì như thế nào? Giờ mình hướng dẫn cho các bạn cách chơi. Ví dụ giờ xin sẽ chọn ngẫu nhiên một câu hỏi nào, một cái ô nào, chứ không nhất thiết là chọn theo thứ tự từ 1 tới 9 nha. Ví dụ giờ xin chọn ô số 5 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành quay. Và khi muốn dừng cái vòng quay này lại thì các bạn chỉ cần việc bấm vào bất kỳ nơi nào ở trên cái hình nền đó, cái background á. Tuyệt đối không được bấm vào những cái nơi mà mình đã gắn lệnh theo cái hình bàn tay này nhé. Đó. Sao nó ở giữa tâm luôn vậy? Mình sẽ quay lại lần nữa. Đó. Thì ví dụ như học sinh chọn câu số 5, chúng ta sẽ bấm vào câu số 5. Thì ngay lập tức nó sẽ liên kết qua slide chứa câu hỏi số 5. Sau khi học sinh trả lời xong, chúng ta sẽ đưa ra đáp án bằng cách bấm vào hình nền. Đó, sẽ ra đáp án và bấm vào cái chữ quay về để quay về. Thì cái ô mà học sinh đã chọn xong nó sẽ làm tô màu tối đi. Đó, giờ học sinh chọn câu khác, ví dụ câu số 9 thì chúng ta chỉ cần tiến hành quay. Bấm vào hình nền để dừng lại. Bấm vào câu 9 để ra câu hỏi. Ra đáp án. Đó. Và khi học sinh đã chơi xong, các bạn không thể nào bấm vào màn hình. Tại vì ở trong màn hình thì mình đã gắn những cái nút từ 1 tới 20. Cũng như là nếu các bạn bấm vòng quay đã hết được lượt 20, muốn bấm qua được thì nó sẽ động chuyển qua cái slide tiếp theo là slide chứa câu hỏi như thế này. Đó, ví dụ từ slide 1 chuyển qua slide 2, slide 3 tới slide 9 rồi mới tới tiếp theo là nội dung của bài học. Nên mình đã gắn sẵn một cái nút lệnh ở đây, chỗ hình trái tim này. Khi chơi xong thì các bạn chỉ cần bấm vào chỗ này, nó sẽ liên kết qua nội dung tiếp theo của bài học. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là dù là cái trò chơi này ở slide cuối cùng thì cũng còn một cái slide tạm biệt, đúng không ạ? Hoặc là cái nội dung của trò chơi này nằm ở slide đầu tiên thì chúng ta phải liên kết nó qua nội dung tiếp theo của bài học, ví dụ như là bài học mới hay gì đó. Đó, thì các bạn có thể lợi dụng cái slide mình gắn sẵn như thế này để sửa lại nội dung bài học của các bạn. Và tuyệt đối phải có một cái slide như thế này. Đó. Và mình đã gắn sẵn hình trái tim này để các bạn liên kết nó qua rồi nhé. Đó. Rồi, hy vọng clip này sẽ hữu ích đối với các bạn. Chia sẻ clip biết đâu sẽ có thầy cô cần. Đăng ký kênh ủng hộ nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye bye.